nick.vn, web mua bán nick tự động số 1 Việt Nam. Ấn vào dấu ba gạch để đăng nhập và lập thẻ. Ok và hello, xin chào tất cả anh em. Chào tất cả anh em trở lại với channel của mình là DB Gaming đây. Thì chúc anh em một ngày vui vẻ. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video, đó là so sánh giữa phiên bản Ngọc Rồng online giữa iPhone và Android, tức là iOS với cả Android. Thì đây sẽ là một cái video của một em YouTuber của, cũng không nổi đâu, nhưng mà được khoảng hơn 300 sub rồi. Thì đây là Nguyễn An Thái. Mình đã có làm nhiều video giới thiệu cho anh em rồi. Thì anh em nếu thấy video này hay, hãy qua kênh Nguyễn An Thái và ấn subscribe và ủng hộ anh Mí, và coi như đồng cũng như là ủng hộ mình luôn. Ok anh em. Ok, hiện tại thì tôi đang ở trong giao diện chính của trang web nick.vn, được thành lập bởi tập đoàn Quanplay và phát triển tích hợp hơn 30 thể loại về game. Quanplay là chủ 17 website về game như webnick.vn, dịchvụ.me. Website có hệ thống check thông tin tự động 100%, nên là khi các bạn mua nick thì là 100% đúng nick và mật khẩu. Nick.vn tích hợp bán rất nhiều game của Garena như Liên Quân, Liên Minh, VTC có game Đột Kích, Tiemobi có game Ninja Ngọc Rồng. Ngoài ra còn có game của Làng Lá và bán ạc game bản quyền như PUBG, GTA 5. Web có chức năng trả góp 0% đối với những nick có trị giá từ 200.000 trở lên. Nick.vn có một tính năng mà tôi thấy rất là hay, đó chính là bán nick random Đột Kích, Liên Quân, Liên Minh chỉ với giá từ 12.000 cho đến 60.000 đồng. Và bạn có thể có một cơ hội sở hữu nick rất là ngon và cực kỳ khủng. Nick.vn đang hoàn thiện và sẽ cập nhật các game mới trong thời gian tới. Các bạn hãy lên nick.vn để mua nick chơi game nhé. Vâng, xin chào mừng các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của mình và đến với vị trí số 1 logo. Thì như các bạn đã biết, ở phiên bản iOS thì là một cậu bé đang giơ tay lên với một nền xanh, còn Android là một nhìn rất là giống Son Goku và nền là màu xanh nước biển. Thì mình chơi từ cái thời rất là lâu và phiên bản của này là chú bé rồng chứ không phải là Ngọc Rồng online bạn ạ. Thì đó là sự khác biệt thứ nhất giữa phiên bản Android và iPhone. Rồi, đến với vị trí số 2, đó chính là avatar. Thì ở trên giao diện của iPhone và trên Android thì nó vô cùng khác nhau luôn các bạn. Thì mình nghĩ là iPhone nó nhìn nó đẹp hơn, và mình đang dùng điện thoại iPhone thì điện thoại phụ của mình là Android. Thì các bạn nếu mà thấy mờ trong video thì các bạn thông cảm hộ mình. Rồi, đến với vị trí số 3, đó chính là NPC. Thì ở trong Ngọc Rồng rất là nhiều NPC, và ở trong phiên bản của iPhone thì nó rất là, nhìn rất là đẹp và rất là khác biệt so với Android. Thì kiểu nó chi tiết hơn, kiểu nhìn nó kiểu màu sắc sặc sỡ, nhìn đẹp hơn các bạn. Nhưng mà mình đánh giá cao về Android hơn vì nó nhìn chân thật hơn. Còn iPhone thì nó kiểu nhìn đẹp hơn thôi các bạn. Thì nếu các bạn thấy cái nào đẹp hơn thì các bạn hãy comment ở phía dưới để cho mình biết với nhé các bạn. Rồi, các bạn hãy xem một số hình ảnh như trong video. Thì mình thấy ông Gohan nhìn rất là buồn cười, nhìn tóc dựng ngược hết cả lên. Thì các bạn nhìn thấy cấu hình nhìn rất là đẹp. Rồi, đến với vị trí số 4, đó chính là đồ họa. Về đồ họa thì các bạn khỏi phải bàn. Hai cái thì nó hoàn toàn vô cùng khác nhau. Từ về con khỉ thì các bạn nhìn thấy con khỉ ở trên iPhone nhìn rất là nét hơn. Cái chỉ số tiềm năng ở cả cái khung cảnh xung quanh thì nhìn rất là ấy. Hiệu ứng thì nó vẫn giống nhau nha các bạn. Chỉ mỗi tội là khác nhau sơ sơ về cái gọi là hiệu ứng và đồ nét thôi các bạn ạ. Đó, chúng ta có thể thấy được là nó cũng rất là giống nhau. Rồi, đến với top 5. Top 5 thì mình sẽ nhường lại cho các bạn ở bình luận bên dưới. Nếu các bạn nào muốn góp ý thì các bạn cứ comment bên dưới giúp mình để mình có thể phát huy hơn. Vì mình cũng không có thời gian nhiều nên mình sẽ làm nhanh về video này. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích thì các bạn hãy like và chia sẻ kênh giúp mình để kênh mình tiếp tục phát triển hơn nha các bạn. Thì mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.